Các cụ nhà mình thì vẫn dạy là cơm sôi nhỏ lửa, ngàn đời không khê. Thế thì hôm nay sau mười mấy năm được sử dụng cái sản phẩm nồi Tiger này, là một người tiêu dùng, thôi tôi cứ tạm gọi là một người tiêu dùng thông thái đi, bởi vì tôi cũng có kiến thức và đã có cả một quá trình sử dụng thực tế cái nồi này, thì quả thật là như thế. Thế thì ở cái nồi cơm 8 chế độ này thì cái tuyệt vời nhất là cái gì? Thứ nhất chính là cái thang đo cho từng chế độ ở trong lòng cái nồi cơm này. Đấy, đây là một cái gợi ý quan trọng cho người tiêu dùng cũng như những người muốn thiết kế nồi cơm điện. Và khi chưa thể cài đặt chế độ tự động như vậy thì chúng ta bằng cái việc thủ công thôi thì chúng ta cũng có thể vận hành được một cái nồi đa chế độ như này thì rất là đơn giản, đúng không? Cái độc đáo của cái nồi Tiger là ngoài những cái thiết kế chi tiết như thế này thì cái nút quan trọng nhất này, cái nút start màu đỏ, cũng là chức năng gọi là nấu để đun sôi đấy. Tức là cái nút gì? Đèn đỏ là một cái nút rất quan trọng. Và với một số chế độ vào lúc ban đầu thì chúng ta cần phải có sự gì nhỉ? Dè dặt trông coi đấy. Gọi là hết củi thì chúng ta phải thêm, đúng không? Thêm củi. Thì cái nút start là nút màu đỏ, là nút quan trọng phải chú ý nhiều nhất. Và với bất kể chế độ nào chúng ta cũng đều phải gì? Khởi động. Đều phải có gì? Có nhiệt, sôi đủ đã. Và cả 8 chế độ này hầu như đều kết thúc ở keep warm, tức là giữ ấm. Tại sao phải giữ ấm với một cái không khí ấm áp, đúng không? Không nóng quá, không mát quá thì sẽ rất tốt cho đường tiêu hóa, ăn thì cũng rất vừa miệng, tốt cho răng miệng. Giống như con người chúng ta ôn hòa thì bao giờ cũng rất gì? Rất dễ chịu. Thì đấy là một vài cái đánh giá và gợi ý của tôi dành cho các bạn sau một cái thời gian hơn một thập kỷ, thực sự là 13 năm, hơn 13 năm sử dụng chiếc nồi này. Thì cảm thấy rất là hài lòng và muốn chia sẻ cho mọi người để chúng ta có những bữa cơm nó vừa với ý mình hơn và có một cái sức khỏe tốt hơn.